mọi người lại là em Mai đến từ cửa hàng xe máy An Thành. Và ngày hôm nay, trong series ngày hôm nay thì em sẽ review cũng như là tư vấn cho các bạn một dòng xe cực kỳ tiết kiệm xăng của nhà máy Yamaha, đó là Yamaha Janus nha mọi người. Và giá hiện tại của Janus là 27 triệu đồng. Thì giá này em Mai đã bao VAT. Nếu như mà mọi người mua gấp thì thủ tục chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi. Đủ 18 tuổi lưu ý cho em là đủ 18 tuổi ở đây là phải đủ ngày đủ tháng thì em Mai mới hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn rồi nha. Và hiện tại thì em hỗ trợ trả trước cho dòng xe này chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng nếu mọi người mua gấp. Còn nếu mọi người mua tiền mặt thì giá chỉ có 27 triệu đồng thôi nha mọi người. Giá hiện tại đang giảm tại vì là Yamaha đang có nhiều chương trình giảm sốc cho dòng xe Janus. Và đặc biệt là cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt màu đen, đen gọi là đen hồng nha mọi người. Được chị em săn đó rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì bên em đang còn rất là nhiều màu khác, ví dụ như là màu trắng hay là màu đen bóng chẳng hạn. Nếu mọi người thích cái phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ là khóa thường. Còn nếu mọi người thích phiên bản đặc biệt và cao cấp hơn thì có thể chọn cái phiên bản chọn em đang review cho các bạn rồi nha. Đây, Limited nha mọi người. Limited nha mọi người. Đó, đấy, cái thiết kế của Janus này. Cái dáng xe cũng nó cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Cái màu xe, cái màu của phiên bản đặc biệt này nhìn nó rất là sang luôn ha. Rồi đó, nếu như mà mọi người đang quan tâm và muốn Mai tư vấn thêm về dòng xe này thì hãy nhanh tay inbox qua số điện thoại hotline Zalo của em Mai là 0325333789 để được tư vấn vào chỗ tốt nhất nha mọi người. Và khi mà liên hệ đặt lịch trước với em Mai khi qua cửa hàng được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Và còn rất là nhiều chương trình ưu đãi phía sau, đặc biệt là còn được giảm 50% khi mà lắp đặt phụ kiện đi kèm nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của em nha. Nhớ là cho em xin một lượt like và một lượt subscribe ha. Xin chào.